bà ra mua liền 5 viên thuốc ngủ với cô. Hả? Bà điên hả? Trời ơi, tôi nói vậy bà tưởng thiệt hả? Bà cho nó uống một viên là nó ngủ 2-3 ngày luôn á. 5 viên là nó đi luôn á, hiểu không? Trời ơi, cái gì đâu mà bà gì mà bà gì vậy trời? Bà ruột đó, bà ngoại đó. Mà ác ta nói. Trời ơi trời, phải chi có tiền mua cái máy massage chân nha trời. Giờ mà có massage chân nó chạy trong 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 trong. Đá. Má. À. Làm gì ngồi buồn làm bèm mình nha. Xong bật tivi lên coi. Má má muốn cái máy massage chân. Ê, có mấy triệu à? Con mua cho má nha. Bạn cái máy massage mà hôm bữa má cho con coi không? Ôi cái máy nó đẹp. Mua nó bởi vì mua cho má đúng không? Bởi vì con là thương má nhất cái trong nhà này. Vậy con cũng thương má. Đi 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 đi. Đi đâu? Đi mua đi mua đi mua. Gì trời? Tiền đâu mua? Má quên là con đi làm bao nhiêu tiền con phải nộp lại cho vợ con hả? Giờ làm gì có tiền mua cho má? Thôi ngán chờ đi, bữa nào cũ dư dư rồi cũng mua cho nha. Tôi bất hạnh vậy thôi, đời quá bi kịch. Không bao giờ tôi ước cái gì mà tôi có cái đó. Thôi mà hả? Ngoại ơi, ba ơi. Cái gì vậy? 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 Mà la dữ vậy con? Con gặp ác mộng á. Ác mộng đó mà làm thế ghê vậy? Không, sợ lắm á bà. Con thấy tự nhiên nguyên một cái chiếc xe tải bự cho bá vậy nè. Nó có chạy theo con hoài, con đi đâu nó cũng chạy theo, lỡ nó cán con sao? Nhưng mà con nằm ác mộng mà thấy có người lái không? Không, con không có thấy ai lái hết trơn á. Nhưng mà trước cái đầu xe nó ghi nguyên một cái số 22 bự cho bá vậy nè. Trời ơi, hên á là con nằm mơ. Chứ thử mà người khác nằm mơ coi. Đảm bảo với con là người đó sẽ lấy tiền đi mua vé số. Mà lấy tiền mua vé số là sao bà? Con nít con không hiểu đâu. Giờ còn sợ đúng không? Qua đây. Đi theo bà dắt đi mua kem ăn chịu không? Chịu ạ ba. Con của ba. Ôi nhà nằm ơn, thiệt tình. 22. Hay là mình đi mua vé số đi. 22. Biết đâu nó trúng thì sao? Trúng rồi, trời ma. Trời ơi, sao mình ngu quá vậy ta? Sao mình không mua 10 tờ? Trúng 800 ngàn luôn đúng không? Ai về tôi đi mua có một tờ. Rồi tôi kể nó đi, 100 ngàn biết sao nó có trúng là được rồi. Và nó trúng số rồi. Mà, vụ gì? Vụ gì, trúng cái gì? Má giấu cái gì vậy? Bạn má báo với má mừng với quê trúng lúa. Trúng lúa? Phải trúng lúa không? Trúng lúa. Má đó nha, dạo này là con thấy má suốt ngày cứ hay mua vé số đi đó. Đâu mua vé số đâu, không mua vé số. Không mua đúng không? Nhắc vậy thôi đó. Trời ơi, tao không mua vé số mà tao trúng nè. Nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở đều đều. Số mấy? Con ngủ đâu mà số mấy ở ngoài. Thôi thì sao không ngủ đi? Con ngủ không có được. Rồi, khó ngủ đúng không? Uống sữa. Bà ngoại pha cho bà ngoại qua chưa kịp uống. À, uống sữa vô. Người ta nói uống sữa rất là dễ ngủ. Uống vô. Rồi, nằm xuống đây. Nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở đều đều đều. Sao không ngủ đi? Con ngủ thì con nằm mơ cho cái số bà mua vé số mà mới trúng. Mà con ngủ không có được, khó ngủ quá. Tiếp tục cái đây. Gì nữa ngoại? Ăn kẹo hạt sen. Hạt sen dễ ngủ 100%. Cái này là không có thuốc, không có thang vậy đó. Thôi con không biết ăn hạt sen đâu. Nó ngon lắm. Gì đâu. Ngon lắm nè. Ngon quá, hạt sen rất béo. Thơm. Ủa ăn gì hả? Dạ. Thôi ăn gì kệ. Ăn gì kệ anh ta. Đi đâu à? Trời ơi, ta nói tôi nhức cái lưng quá. Cái lưng tôi nó đau quá. Tính qua xin miếng rượu thuốc về
sức cho đỡ đau. Ngồi đi, chọn chút tôi lấy cho. Rồi, cảm ơn nghe. Gì con? Dạ hạt sen không hạt Tứ? Hạt sen hả? Con Tứ ơi, ăn thử đi. Trời ơi, cảm ơn con, ngon lắm bạn con. Ông Tứ ăn hết luôn đi, tại con không có biết ăn. Ồ, không biết ăn chè hạt sen hả? Chè hạt sen nó mát, dễ ngủ lắm. Hồi nãy tính ra chợ ăn là may quá. Nè, đỡ tốn tiền. Nè, rủ thuốc nè. Ừ. Gì vậy? Chè hạt sen của nó hả? Trời đất ơi, của cháu tôi mà. Con mời thì ăn với hai con ăn. Ai hả ăn đâu? Gà vô duyên. Đối khác lắm hay sao mà có chén chè của nhỏ nên nó ăn để nó ngủ à, mà cũng thồn hết vô họng à. Thôi đi về đi. Trời ơi trời, con mời ông chi để ông bị chửi bị mắng vậy con, mà sao cho ngủ giờ này mà tự nhiên sao ngủ? Làm gì ngủ làm chi? Ngủ đi, nằm mơ. Nằm mơ rồi thấy số để cho bà, để cho bà nó đi mua vé số cho trúng cho làm chi. Ủa có thấy không con? À, ý là hôm bữa con gặp ác mộng. Ác mộng? Cái con thấy số 22. 22 xong mời ngoại đi mua vé số. Vô ngay trúng số 22. Trúng luôn. Vậy hả? Ngủ. Vậy là bữa nay là muốn nó ngủ lại để nằm mơ nữa đó hả? Đúng vậy. Ngủ mà cho ăn hạt sen uống sữa hả? Nó đâu có hiệu nghiệm liền đâu. Ủa gì hả? Muốn nó ngủ không? Muốn cái gì cho nó ngủ liền? À, tiệm thuốc tây mua 5 viên thuốc ngủ cho nó uống là ngủ liền chứ gì. Trời ơi, trời sao tôi không nghĩ ra. Được rồi, ông đi về đi con. Ở coi nhà, bà ra mua liền 5 viên thuốc ngủ cho con uống. Bà điên hả? Trời ơi, tôi nói vậy bà tưởng thiệt hả? Bà cho nó uống một viên là nó ngủ 2-3 ngày luôn á. 5 viên là nó đi luôn á, hiểu không? Trời ơi, cái gì đâu mà bà gì mà bà gì vậy trời, bà ruột đó, bà ngoại đó mà ác ta nói. Mùa này rồi mà còn tính vào giờ nằm mơ rồi giải mộng rồi đánh đề. Trời ơi, chơi cái làm gì vậy trời? Nó giận chơi. Coi lại mình đi. Coi gì? Đi đi về đi. Bực bội à, qua xin có miếng rượu thuốc à mà bị mắng vô trong mặt á. Tao bao được rồi, không có xin nữa nghe chưa? Lần này lần cuối cùng á. Ngủ con. Ngủ. 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 Nhắm mắt lại, tập trung hơi thở. Sau đó Misa. Thở đi. Má. Nó ngủ, nó đang ngủ. Dạ. Ngủ cái gì giờ này mà ngủ? Thức dậy đi. Dậy học bài làm bài đi đàng hoàng. Học bài cái gì? Trời ơi, con nhỏ học bài cả ngày đi. Bây giờ nằm ngủ chút xíu đi. Bây giờ nó ngủ xong nó tỉnh táo vậy nó sẽ học bài. Trời ơi, sao mà trời. Đúng không con? Con nít anh mà không ngủ đây. Không đủ là coi như là nó sẽ yếu dần. Và nó sẽ đi luôn, đúng không? Bây giờ anh thôi xử cái chuyện này đi. Đúng là đúng làm sao? Không, tại vì ở cái tuổi này nó phải ngủ nhiều thì nó mới phát triển được. Đúng, phát triển kiểu gì? Đúng. Ngủ thì phát triển được kiểu gì? Anh nói coi. Bây giờ con nít là phải được vận động, phải nói chuyện với ông bà, cha mẹ để mà mình tăng thêm kiến thức, học hành đàng hoàng. Nó nói gì? Bây giờ một câu thôi con trả lời đi. Má đúng hay là vợ con đúng? Nói đi. Thì nói đi. Tất nhiên là má. Má sao? Má sai. Cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi học. Là ăn xong là phải học chứ không có ngủ. Mày hèn dữ vậy Dũng. Hồi nãy rõ ràng mày nói má đúng rồi, giờ mày nói con vợ mình đúng là sao? Nói chung á là bây giờ là má sai rành rành rồi. Bây giờ con nít là phải thức dậy, là phải chơi đùa. Rồi tôi sai, phải không? Tôi sai. Tôi nhận là tôi sai, nhưng tôi yêu cầu mấy người đi vô trong, đi hết vô trong cho cháu tôi ngủ. Còn bằng không tôi không vô. Tao bỏ nhà tao đi. Má. Tao sẽ bỏ nhà đi, tao đi. Đi không vô. Thôi đi vô trong. Thôi đi vô trong. Thôi để con... đem vô trong được rồi má. Được rồi, thôi kệ má đi, lâu lâu má muốn làm gì cho má làm đi. Ngủ đi con. Trời ơi, sao ngoài không để ba mẹ cãi lộn nữa vậy? Nãy ba mẹ cãi lộn ngủ ngon quá trời luôn á. Hả? Con nói sao? Cái nhà ồn ào thì con mới ngủ được hả? Ngủ ngon lắm luôn á ngoại, để vậy con nằm mơ. Nằm mơ, con nằm mơ con thấy cái gì? Số mấy? Hình như theo cái trí nhớ của con nhớ trong giấc mơ của con là con thấy 10 chiếc xe máy. 10 chiếc xe máy? Xe máy. Rồi được chưa? Bây giờ mày thức thì ngủ, mặc kệ mày, tao đi mua đây. Ngoại đi đâu vậy ngoại? Anh á, nói cho anh biết nha. Bây giờ tới được anh nè, cái chuyện nấu cơm bếp nút thôi mà lo cũng không xong bây nữa. Bây giờ anh em phải thôi, từ nay về sao khỏi nấu nữa đi. Ai, anh phải nấu, nhà mới có đồ ăn chứ tự nhiên không cái nấu gì vậy nhà. Ai mà ăn cho nổi. Sao không được vậy? Em chỉ anh nấu dài. Và con số cuối cùng là con số 12. Vâng, số cuối cùng là số 12. Ha.
À má, cái tiền mà hôm bữa con cho má mượn á, má đưa con được không? Vợ con đang đứng ở ngoài, hôm nay là bữa sale cuối cùng, không ra không hốt kịp là vợ con hốt con luôn á. Mua là chết à? Không mua được là con chết. Má ơi, tiền đâu là mơn móc ra đưa con. Xài hết. Ê, má ơi, má làm vậy là má giết con rồi má ơi. Alo, anh đi tới đâu rồi? Lẹ lẹ coi, mấy người đang me cái vỏ rồi đó. Tôi mà không mua được cái vỏ này là anh mềm mình với tôi nghe chưa? Anh biết rồi, anh biết rồi, anh ra liền. Chết rồi. Trời ơi, cảm ơn con nhiều nha. Trời đất ơi, con dễ thương quá trời ơi. Nãy nghe nè, ông mới đau vui ở trong lòng lắm. Trời ơi, sao? Nhờ con, ngoan, dễ thương quá trời quá đất à. Con cảm mặc bộ đồ đẹp nha. Chiều nay nhớ mặc nha. Dạ. Trời ơi. Thật rồi Misa, thật rồi Misa. Con thôi Misa. Mừ. Mừ. Mà nó là 12. Nhờ cái con số 12 đó tôi mới trúng số đó. Ta nói còn Misa nè, nó nói cái giấc mơ của nó đêm qua cho tôi nghe. Cái tôi đi ra đường tôi thấy có thằng nhỏ đó, nó còn 4 tờ vé số mà số đuôi là số 12. Cái tôi thấy vậy thôi tôi mua luôn cho nó chiều trúng, trời mừng quá. Misa. Dạ. Tại sao con nói với bà là số 10 chiếc mà con nói với ông Tư là 12 là sao? Muốn nhà dễ chở. Không phải đâu ngoại, bà ngoại hỏi con á là con nhớ rõ ràng á là có 10 chiếc xe. Xong cái tự nhiên con gặp ông Tư, cái con định thần lại, nó tới có 12 chiếc, cái con nói với ông Tư luôn. 12 chiếc? Con thông minh cái chỗ là định thần. Không, cái gì là thông minh. Trời dễ thương quá trời, mai mốt có như nằm mơ thấy gì nói cho ông nghe nghe. Dạ. Thôi. Trời ơi. Chú Tư ơi, má ơi. Con Misa nó còn nhỏ xíu rồi, nó có biết cái gì là giải mộng xổ số đâu. Misa, con đi lên lầu liền cho ba. Từ đây trở đi kể cả con có nằm mơ chuyện gì cũng không được nói nghe chưa. Dạ. Đi lên lầu. Dạ. Cảm ơn con. Chú ơi. Hả? Chú trúng số hả? Ừ. Mấy tờ? 4 tờ. Hỗ trợ cho con 4 triệu được không? Thằng này mắc cười dễ sợ. Tôi trúng có 400 ngàn à, kêu tao hỗ trợ 4 triệu. Trúng 400, mua bộ đồ cho con mày hết 200. Tao cho thằng bán vé số hết 100. Tao còn 100, nãy mới ăn đậu hũ bánh lọt hết 50. Giờ tao còn có 50 mà cha. Cho con 50 cuối cùng này nha. Chi vậy? Con mua bông băng thuốc đỏ. Sao vậy? Con đi nộp mạng cho vợ con. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu